Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Căng thẳng leo thang, Mỹ tức giận bắn nổ tàu ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông để dằn mặt Bắc Kinh. Thưa quý vị, hôm kia, hàng loạt các hãng truyền thông quốc tế đã đưa tin Mỹ đã bắn nổ một tàu ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông để dằn mặt Bắc Kinh. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do căng thẳng leo thang trong suốt thời gian vừa qua giữa Hải quân của Hoa Kỳ và quân đội của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Theo một tờ báo mạng của Nhật Bản đưa tin, một chiếc tàu ngầm vừa bị phát nổ ở khu vực ngoài khơi của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo các báo cáo cho biết, vụ nổ xảy ra ở độ sâu 50 mét với sức nổ lên tới từ 10 đến 20 kiloton, tương đương với cả 10.000 đến 20.000 tấn thuốc nổ TNT. Thông tin trên khiến cho rất nhiều người không khỏi tò mò vì với năng lượng giải phóng 10.000 đến 20.000 tấn thuốc nổ TNT, nó được ví vụ nổ này tương đương với vụ Mỹ thả quả bom nguyên tử có tên là Little Boy, được dịch ra là quả bom nguyên tử thằng nhỏ xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào Thế chiến thứ hai. Thưa quý vị, có một nguồn tin cho rằng chính tàu ngầm của Mỹ đã phóng ngư lôi cho nổ tàu ngầm của phía Trung Quốc do chính quyền ông Biden muốn trừng trị các quan chức của chính quyền ông Tập Cận Bình. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền, ông ta đã luôn gây căng thẳng cho phía Trung Quốc trên tất cả mặt trận, nhất là vấn đề về chiến tranh thương mại khi mà cuộc chiến đã kéo dài gần 2 năm vừa qua vẫn chưa có hồi kết, mà vấn đề nổi cộng trong suốt thời gian vừa qua đó chính là vấn đề Biển Đông. Khi ở ngoài Biển Đông, Hải quân quân đội của Hoa Kỳ liên tục gây căng thẳng và xung đột dữ dội với cả Hải quân quân đội của Bắc Kinh. Tờ báo còn dẫn lời một quan chức của ông Tập Cận Bình cho rằng Mỹ sẽ phải trả một cái giá cực đắt vì tội khơi mào chiến tranh với cả Trung Quốc. Quan chức này còn nóng giận nói rằng việc bắn nổ tàu ngầm của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông là không thể nào chấp nhận được và đó là hành động châm ngòi cho một cuộc chiến tranh và Trung Quốc đang rất sẵn sàng để vùi dập hải quân, quân đội, không quân của Mỹ ở ngoài Biển Đông. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết, để đánh bại Mỹ thì bây giờ Trung Quốc chưa phải là đối thủ. Mỹ sẽ san phẳng Trung Quốc chỉ trong một thời gian ngắn. Bởi vì theo các nhà quan sát cho biết, phải mất 50 năm nữa quân đội, không quân, hải quân của Trung Quốc mới bằng 1/4 quân đội của Mỹ bây giờ. Thưa quý vị, theo một nguồn tin khác cho biết, vụ nổ tàu ngầm của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông hay là do phía Bắc Kinh đã tự cho kích nổ một thiết bị hạt nhân chiến thuật để gửi cảnh báo tới Mỹ. Vì vụ Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông, một động thái mà Trung Quốc xem là cuộc tấn công vào công việc nội bộ của nước này. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Hoa Kỳ cho biết, Mỹ đang triển khai rất nhiều tàu ngầm, tàu sân bay tiến vào Biển Đông để ngăn chặn cũng như răn đe các đội tàu hạt nhân của Trung Quốc. Bởi vì quân đội của Hoa Kỳ nhận định rằng chiến lược hạt nhân của Trung Quốc ngoài Biển Đông với lâu dài sẽ rất nguy hiểm. Tờ báo New York Times còn cho biết, theo các nhà nghiên cứu tại Học viện Hunter của Mỹ đã đề cập đến khả năng về việc Trung Quốc sẽ triển khai tàu ngầm tấn công trận bằng năng lượng hạt nhân, có mang theo tên lửa hạt nhân ở Biển Đông. Bài viết nhắc lại lời Thủ tướng của Nhật Bản Shinzo Abe năm 2018 nhận định rằng Biển Đông dường như đang bị Trung Quốc biến thành ao nhà. Đây là một vùng biển có độ sâu đủ để hải quân của Trung Quốc triển khai các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân. Vì thế, nước ở khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới sẽ phải quan tâm nhiều hơn tới đội tàu này của phía Trung Quốc. Mặc dù hiện nay, ít có khả năng Trung Quốc sẽ dùng đội tàu này làm công cụ răn đe và gây áp lực với các nước trong khu vực. Chủ lực của Trung Quốc vẫn là lực lượng truyền thống. Đó chính là tàu hải cảnh, tàu quân biển, tàu cảnh sát biển và tàu dân phòng. Và đội tàu hung dữ của phía Trung Quốc này luôn luôn hoạt động ở ngoài vùng Biển Đông để bắt nạt cũng như gây gổ với các tàu thuyền của các nước trong khu vực Đông Nam Á hoạt động ở ngoài vùng Biển Đông. Theo hãng Reuters cho biết, Trung Quốc trong khoảng một thập niên trở lại đây đã bắt đầu ấp ủ tham vọng triển khai các nhà máy điện hạt nhân nổ ở ngoài Biển Đông. Họ thậm chí còn nhắc tới việc sẽ đưa cả chục nhà máy loại này ra các đảo đá mà họ đang chiếm đóng trái phép ở ngoài Biển Đông,
để phục vụ cho việc thăm dò, khai thác dầu khí và tăng cường khả năng sinh tồn cho cộng đồng người Trung Quốc trên các đảo nhân tạo mà phía họ đang cho xây dựng trái phép. Sự nguy hiểm của các nhà máy điện hạt nhân nổi của Trung Quốc phần lớn đến từ nguy cơ rò rỉ phóng xạ với môi trường biển và các đảo trên Biển Đông. Bên cạnh đó, việc Biển Đông có mật độ tàu bè đi lại dày đặc và việc biến đổi khí hậu khiến tần suất, cường độ bão nhiệt đới ở khu vực này ngày càng tăng và rất khó lường, cũng làm tăng thêm nguy cơ mất an toàn, an ninh cho các tàu thuyền đi lại trên vùng Biển Đông. Thưa quý vị, theo hãng CNN cho biết, Mỹ sẽ đứng lên ngăn chặn tham vọng nguy hiểm độc chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình. Trung Quốc, với sự bất chấp chủ quyền hợp pháp các nước trong khu vực Đông Nam Á, bất chấp luật pháp quốc tế, đã leo lên một nấc thang mới nguy hiểm hơn trong biện pháp thực hiện hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình khi phía Bắc Kinh liên tục cho tàu thuyền xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Theo cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ ông Campbell trong một cuộc trao đổi với báo chí cho biết, Trung Quốc sẽ liều lĩnh và hành xử theo một cách hung hăng hơn, gây lo ngại lớn ở khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc đang muốn khẳng định vị trí số 1 châu Á cũng như dần dần tiến tới vị trí số 1 của thế giới theo ước nguyện của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư ông Tập Cận Bình. Theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, căng thẳng ở Biển Đông xuất phát từ những tuyên bố chủ quyền vô căn cứ cũng như việc Bắc Kinh bồi lấp các bãi đá với tốc độ chóng mặt thành 7 hòn đảo lớn ở ngoài Biển Đông, gây dân nội bất bình cho cộng đồng trên toàn thế giới và Mỹ sẽ phải đứng ra để săn phẳng 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, có rất nhiều người muốn biết về thông tin một vụ nổ hạt nhân bí ẩn vừa xảy ra ở ngoài Biển Đông làm mức phóng xạ tăng vọt. Thậm chí, có những tin đồn còn cho rằng đã có một cuộc đụng độ nào đó giữa tàu ngầm của phía Trung Quốc với tàu ngầm của Mỹ hay một tàu ngầm nước nào khác ở Biển Đông. Trong 1-2 ngày vừa qua, một số trang mạng xã hội trên toàn thế giới đã loan tin rằng vụ nổ bí ẩn xảy ra trên Biển Đông khiến mức độ phóng xạ cả một số khu vực tăng cao bất thường. Về nguyên nhân vụ nổ này, có nguồn đồn đoán cho rằng Trung Quốc có thể đã bí mật kích nổ một vũ khí hạt nhân trên Biển Đông nhằm dằn mặt phía Hoa Kỳ. Nguồn khác lại cho rằng có thể tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc hoặc Mỹ đã gặp sự cố trên Biển Đông. Thưa quý vị, chắc chắn trong thời gian tới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ xảy ra rất nhiều cuộc đụng độ bởi vì trong thời gian vừa qua, Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên nhúng tay vào vấn đề của Đài Loan cũng như của Hồng Kông. Nhưng chính quyền của Tổng thống ông Joe Biden liên tục có những động thái can thiệp sâu vào vấn đề của Đài Loan và Hồng Kông, đặc biệt là việc Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa kết thúc cuộc chiến tranh thương mại kéo dài gần 2 năm vừa qua mà chưa có hồi kết. Và vấn đề Biển Đông cực nóng khi liên tiếp xảy ra các cuộc đụng độ căng thẳng giữa Hải quân của Mỹ và Hải quân của Trung Quốc. Thưa quý vị, mới đây Trung Quốc nói rằng thề sẽ trả đũa nếu như phía ông Biden ký vào dự luật nhân quyền ở Hồng Kông. Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư thông qua hai dự luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông và đã đưa ra hai bản dự luật này đến Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký hoặc phủ quyết. Hai dự luật dân chủ và nhân quyền của Hồng Kông và bảo vệ Hồng Kông được hai chánh của Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua trong vòng 2 tháng. Trong bối cảnh tình hình giữa Hoa Kỳ đang có những đàm phán về thương mại với Trung Quốc, vào tháng trước, Hạ viện của Mỹ đã thông qua dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông và dự luật này vừa được Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua vào hôm thứ Ba. Hai dự luật này giờ sẽ được chuyển đến bàn của Tổng thống ông Joe Biden và ông có 10 ngày để quyết định ký thành luật hoặc phủ quyết. Nhà Trắng từ chối bình luận về dự định của Tổng thống Biden về hai dự án luật này, nhưng quyết định phủ quyết sẽ khó có thể hiệu quả vì hai dự luật đều đã được thông qua ở cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Chỉ cần tối đa 2/3 ủng hộ ở cả Thượng viện và Hạ viện thì quyết định phủ quyết của Tổng thống sẽ bị vô hiệu hóa và hai dự luật sẽ vẫn thành hiện thực. Được biết, hai dự luật này đã khiến cho quan chức của Trung Quốc tức điên và đe dọa sẽ sẵn sàng chiến tranh cả phía Hoa Kỳ. Hôm thứ Tư, Trung Quốc đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ và cảnh báo sẽ trả đũa nếu như Tổng thống Biden ký vào dự luật nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông sau khi luật này được Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ thông qua.
các thông tin liên quan đến các vấn đề của Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông và cuộc chiến tranh thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc. Chúng tôi sẽ thu thập và chuyển cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Còn chương trình hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.